Trung tướng Tô Ân Sô vừa khởi tố thêm một số bị can liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người dân chỉ nên chia sẻ những thông tin chính thống, có nguồn tin cậy, có hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc. Tại cuộc họp báo chính phủ ngày 3 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, vừa qua Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm một số bị can. Từ vụ việc này, đại diện Bộ Công an đã đưa ra một số khuyến cáo, khuyến nghị đối với người dân về việc phát ngôn, chia sẻ, đăng tải thông tin trên không gian mạng. Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ khác đã được pháp luật quy định. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, các phát ngôn, bình luận, đăng tải, chia sẻ thông tin phải tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử trên không gian mạng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người dân chỉ nên chia sẻ những thông tin chính thống, có nguồn tin cậy, có hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc. Đặc biệt, không sử dụng những ngôn ngữ gây hằn thù, kích động, bạo lực và không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết mở rộng điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Đặng Anh Quân, sinh năm 1978, chỗ ở hiện nay xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi livestream này, Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân. Hành vi của Đặng Anh Quân đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đặng Anh Quân. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, chỗ ở hiện nay tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, và Trần Văn Sĩ, sinh năm 1957, chỗ ở hiện nay tại phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng tố cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu. Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.